Xin được kính chào quý vị khán giả của FPT Play. Đây là sân vận động tự do, nơi sẽ diễn ra trận đấu rất được người hâm mộ quan tâm giữa hai đội bóng đang xếp ở vị trí thứ hai và vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng của giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng năm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với đội hình ra quân của đội chủ nhà câu lạc bộ bóng đá Huế. Ở trong khung thành vẫn là những sự xuất hiện quen thuộc của thủ thành đội trưởng Tiến Tạo. Những cầu thủ thi đấu ở phía trên bao gồm có Nguyễn Đình Bình, Bùi Duy Bảo, Đinh Tuấn Tài, Nguyễn Ngọc Tú, Huỳnh Thế Hiếu, Trần Thành, Nguyễn Thành An, Lê Viết Hiếu, Nguyễn Hữu Tiệp và Nguyễn Văn Tú. Và đây là đội hình ra quân của các vị khách PVF CND. Ở trong khung thành đó chính là Phí Minh Long. Những cầu thủ thi đấu ở phía trên bao gồm có Hiểu Minh, Viết Phú, Đức Hoàng, đội trưởng Huỳnh Công Đến, Lê Minh Bình, Bảo Long, Xuân Bắc, Đức Phú, Lê Quốc Nhật Nam và Nguyễn Xuân Nam. Xuân Bắc đánh đầu, đó là pha bật cao của Xuân Nam. Bóng còn trong sân, chuyền bóng vào, sút tiếp. Không có gì khó khăn dành cho thủ thành đội trưởng Tiến Tạo, chính của họ tham gia giải vô địch quốc gia tại Bình Dương. Cối không vào, không hề có lỗi việc gì ở trong pha bóng vừa rồi, nhưng Hữu Tiệp lại không thể có được bàn thắng dành cho đội chủ nhà. Chúng ta sẽ được theo dõi lại pha bóng này. Không có một ai kèm tiền đạo Hữu Tiệp cả. Hữu Tiệp đã quyết định thực hiện một tình huống cắt kéo. Nếu vào thì chắc chắn đây sẽ là một pha lập công rất đẹp. Nhưng thật sự sẽ có nhiều cổ động viên cho rằng Hữu Tiệp cần phải có một pha xử lý bình tĩnh hơn. Pha xử lý chưa thực sự dứt khoát của Tiến Tạo, nhưng trọng tài cũng đã cắt còi rồi. Chúng ta đã có những nhắc nhở với Nguyễn Xuân Nam. Pha bóng dọc biên rất thuận lợi dành cho Văn Tú. Đây là cơ hội dành cho đội chủ nhà. Lỗ hổng đã xuất hiện ở vị trí của Bảo Long và ngay lập tức đã bị khai thác. Đường truyền rất vừa vặn của Văn Tú dành cho người đồng đội mã số 68. Khá nguy hiểm. Quả đá phạt góc cho PVF CND. Xuân Nam tạt bóng vào, rất cố gắng. Cố ơi, không có động thái đến từ ông Ngọc Thắng của một cầu thủ đội chủ nhà. Thêm một cơ hội nữa bắt, lần này Phí Minh Long đã băng ra kịp thời. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Là pha thoát xuống của Nguyễn Hữu Tiệp. Lê Quốc Nhật Nam, Xuân Nam, Thế Hiếu, chuyền bóng vào, không có lỗi, trận đấu vẫn tiếp tục. Đã có một pha bóng va chạm và trọng tài xác định đó là một pha bóng có lỗi của Nguyễn Xuân Nam. Văn Tú tiếp tục là một cối. Chưa phải là một pha chứa điểm đến từ các cầu thủ đội chủ nhà. Không hề có lỗi vì vậy. Đối mặt, không vào. Vẫn sút, vẫn không vào. Qua người tốt, sút xa, đá bơi. Bàn thắng thì vẫn chưa tới với đội bóng của Mauro Girondino. Từ Lê Minh Bình cho tới tình huống đá bồi của Nguyễn Xuân Nam. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Một pha bóng phá bẫy việt vị của Xuân Bắc. Sau đó Tiến Tạo đã có một pha đối mặt thành công. Lê Minh Bình đá bồi nhưng vẫn không thể đánh bại được người đội trưởng bên phía đội chủ nhà. Hai pha cứu thua liên tiếp của thủ thành đội trưởng Tiến Tạo.
đều là các pha cú thủ bằng chân. Đánh đầu. Đó là pha bấm cao của Xuân Nam. Khá nguy hiểm. Và sẽ có một quả đá phạt góc dành cho PVFC ở đây. Hữu Nam. Đánh đầu. Hồ Thanh Minh. Khi mà có Hồ Thanh Minh thì tốc độ phản công của câu lạc bộ Đô Huế sẽ được diễn ra ở một mức nhanh hơn. Thế Hiếu. Quả tạt quá sâu. Không qua được Hiếu Bình. Pha xử lý chưa an toàn của Hiếu Bình. Cơ hội Thanh Minh. Bây giờ không hiểu lý do vì sao mà các cầu thủ PVFC Adana Day đang vây lấy trọng tài Nguyễn Công Thắng. Có lẽ là họ cho rằng đã có tình huống túm áo của một cầu thủ bên phía đội chủ nhà với trung vệ mang áo số 4. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Đúng là trước đó đã có pha bóng kéo áo của Văn Tú. Quá đáng tiếc dành cho Thanh Minh. Cú đá đưa quả bóng đi vào xa. Nhưng mà vị trí của Thanh Minh thì vẫn không hề việt vị. Đây là một pha bóng rõ ràng là cầu thủ số 4 bên phía PVFC ND cần phải chơi một cách nó an toàn hơn. Hồ Thanh Minh vút bóng. Không trúng mục tiêu. Rất ẩu. Hồ Thanh Minh để chuyền sai của Xuân Tân. Xuất xa. Và xử lý hơi vội. Chuyền ra Công Đến. Vẫn còn hơi bổng sau cú đá chân trái của Công Đến. Xuất xa. Đó là pha dứt điểm thứ 9 ở trong trận đấu này của PVFC ND. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu của ông Nguyễn Ngọc Thắng đã cất lên. Thế một trận đấu mà PVFC ND hòa không bàn thắng nữa ở tại sân của đối phương. 0-0 là kết quả cuối cùng ở trong trận đấu này. Cả hai đội cũng sẽ giữ vững được vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.